Nghệ sĩ Duy Sơn, cha của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, đột ngột qua đời. Nỗi buồn khi cha mẹ chia tay. Nghệ sĩ Võ Minh Lâm cho biết cha của anh là nghệ sĩ Duy Sơn tối qua đã đột ngột qua đời tại Cần Thơ do bị đột quỵ. Ông sinh năm 1960, là một nghệ sĩ gắn bó với các đoàn cải lương miền Tây. Cách đây không lâu, ông đã tham gia vở cải lương nổi tiếng Hoàng Vọng Phu của tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể cải lương Mộc Linh do đạo diễn Chí Linh dàn dựng tại nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là xuất diễn đầu tiên nghệ sĩ Duy Sơn diễn cùng trên sân khấu với con trai của mình, nên hôm đó ông rất phấn khởi và xúc động. Rời xa sân khấu gần 20 năm, ông vừa quay lại sàn diễn khi con trai khởi động. Việc thực hiện MV với bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm do ông song ca với nghệ sĩ ưu tú Vừa Hồng Thủy, nghệ sĩ Võ Minh Lâm đã cho biết ý định của anh sẽ thực hiện nhiều bài ca cổ MV cho cha, nhưng rồi ông đã ra đi đột ngột, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và đồng nghiệp. Xuất thân là con nhà nòi, ý thức giữ gìn nghề hát đã cho nghệ sĩ Võ Minh Lâm nhiều động lực để phấn đấu không ngừng nghỉ. Cha của tôi là người thầy đầu tiên dạy tôi ca, dạy tôi diễn. Ông luôn động viên tinh thần cho tôi, dạy tôi những bài học đáng quý trong nghề, và nhất là luôn giữ tinh thần tôn sư trọng đạo, nghệ sĩ Võ Minh Lâm nói về cha trong niềm thương tiếc. Anh cho biết tối nay trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc do HTV tổ chức, anh vẫn tham gia biểu diễn phục vụ khán giả một tiết mục song ca cổ với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời, sau đó về Cần Thơ thọ tang cha. Tôi không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến mọi người. Tôi muốn được diễn, được hát cho cha tôi nghe, nghệ sĩ Võ Minh Lâm chia sẻ. Nhiều bạn bè đã gửi lời an ủi đến Võ Minh Lâm. Nhà báo Song Minh: ráng vượt qua nỗi đau quá lớn này nha em trai Võ Minh Lâm. Trước ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi mãi mãi, ông nội của Võ Minh Lâm cũng qua đời. Em âm thầm về Bình Thuận chịu tang nội. Thời điểm đó Lâm cũng vừa mổ Amidan được vài ngày. Bác sĩ bảo em phải hạn chế nói chuyện và ca diễn. Vì thế, trong ngày tang lễ của thần tượng Vũ Linh, người thầy mà Lâm rất yêu mến và cũng thăm hỏi thường xuyên, em đến viếng trong nỗi đau nhân đôi. Và em cũng không góp mặt trong đêm tiễn biệt Vũ Linh, khiến cho nhiều người thắc mắc. Nhưng Lâm cũng im lặng không giải thích, không chia sẻ gì thêm trên fanpage duy nhất của mình. Tính em là như vậy, vì thế tôi vô cùng yêu mến và luôn tôn trọng những quyết định của em. Hay tin ba em nghệ sĩ Duy Sơn, 64 tuổi, qua đời vì đột quỵ trưa nay, tôi thật sự rất bàng hoàng. Và tôi biết Lâm sẽ còn bàng hoàng và đau đớn gấp ngàn lần. Soạn giả Hoàng Song Việt, người mà Lâm gọi bằng hai tiếng sư phụ, cho biết dù rất đau buồn, nhưng tối ngày 26 tháng 3, Lâm vẫn lên sóng truyền hình trực tiếp Vầng Trăng Cổ Nhạc cùng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời. Vì lịch diễn đã lên từ trước, Lâm không thể làm ảnh hưởng đến chương trình. Thôi thì tối nay Lâm hát cho ba nghe lần cuối vậy. Tôi hình dung tối nay sau khi hát xong, em ngồi xe từ Sài Gòn về Cần Thơ với ba mình mà tôi rơi nước mắt. Tôi không biết em sẽ chịu đựng ra sao, bởi vì bản thân tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau ấy khi ba tôi cũng đột ngột ra đi. Nó đau và kinh khủng lắm. Lâm hiếu thảo vô cùng. Ba mẹ chia tay, Lâm từng rất sốc nhưng không trách cứ ai. Lâm hiểu và thông cảm cho ba mẹ. Thỉnh thoảng Lâm rước ba mẹ lên Sài Gòn để gia đình đoàn tụ, ăn bữa cơm gia đình, đưa ba mẹ đi xem Lâm diễn. Nhìn ba mẹ hạnh phúc là Lâm cũng vui vô cùng. Ba Lâm là nghệ sĩ Duy Sơn, một anh kép được khán giả miền Tây rất yêu mến. 20 năm qua, ba Lâm rời xa sân khấu. Biết ba nhớ nghề, Lâm đã từng thực hiện MV bài Mưa Chiều Cuối Đông của soạn giả Hoàng Song Việt, hai cha con hát chung. Kế đến Lâm thực hiện thêm MV bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, ba Lâm song ca với nghệ sĩ ưu tú Vương Hồng Thủy, cũng là thần tượng của Lâm. Lâm dự tính sẽ thực hiện nhiều bài ca cổ MV cho cha, nhưng rồi ông đã ra đi đột ngột, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và đồng nghiệp. Tiễn biệt chú Duy Sơn, anh xin chia buồn cùng Lâm và gia quyến. Nhà báo Nguyễn Thanh Hiệp, ông sinh năm 1960, là nghệ sĩ gắn bó với các đoàn cải lương miền Tây. Cách đây không lâu, ông đã tham gia vở cải lương nổi tiếng Hoàng Vọng Phu của tác giả Lưu Văn Vũ, chuyển thể cải lương Mộc Linh do đạo diễn Chí Linh dàn dựng tại nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là xuất diễn lần đầu tiên nghệ sĩ Duy Sơn diễn cùng trên một sân khấu với con trai của mình, nên hôm đó ông rất phấn khởi và xúc động. Nguyễn Điền Trung, thật không còn biết nói gì hơn, hai chữ vô thường, không chừa bất cứ một ai. Thương thằng em, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, nỗi đau mất cha là một nỗi đau kinh khiếp của đời người, nhưng em vẫn phải cố gượng cười để diễn cho đêm diễn tối nay, vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này nha em. Anh xin chia sẻ nỗi buồn này cùng em. Chú Sơn yên nghỉ nha chú. Thi Nhung, sáng nay đang tổng duyệt Vầng Trăng Cổ Nhạc cùng Lâm để tối nay trực tiếp, thì trong lúc ấy Lâm nhận được tin ba mình mất. Lâm phải tráng cho xong tiết mục rồi chạy ùa vào trong lau nước mắt vì sự ra đi đột ngột của ba. Lâm ơi, cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này nha Lâm.
đời người sao cứ ngắn ngủi vô thường, con kính tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng,